Ngô Đức Kế, Nhật Lệ, Chờ Sẹp và đã ổn định sau những ngày mưa gió lụt lội nha. Đây vừa trước đây ngâm nước lâu 2-3 ngày cũng khá là cao khu vực này nha. Bây giờ Chờ Sẹp thì đã hoạt động trong những ngày qua, hoạt động buôn bán trở lại đó mọi người nha. Có nhiều khán giả cũng muốn thăm lại khu vực này lắm. Những ngày lụt thì em vui không đi qua hôm nay được. Bây giờ có cơ hội đi ngang qua đây để cho mọi người biết thêm Chờ Sẹp Thuận Lộc. Bà con vẫn sinh hoạt chờ bình thường. Con bùng nữa. Sinh của lô đề lại cho mấy gì nó mấy cái kẹt mấy cái thùng đó, khu vực quanh Chờ Sẹp đây mọi người. Đây đường Ngô Đức Kế đó, được vòng một bên của chợ áo áo quần quần rất là nhiều. Có những ngày lụt thì cái đồ bà con để hình như là bị thấp và trôi ra đây, khu vực này nó tràn đầy là những cái đồ áo quần vải vóc. Em vừa đi ngang xe qua đây mà nước cao cho nên không vô đây được. Bây giờ thời tiết đẹp đi, bà con trải hàng rồi ra buôn bán khắp nơi. Đây là chợ Đồ Bành này, hàng 30k này, 30.000 một cái áo quần giống nhau nè, treo bảng rất là nhiều. Ngày tần rạo, hôm nay cũng là ngày 24 tháng 10 2022 mọi người. Khu vực đường Ngô Đức Kế là bạn áo quần nhiều nhất, còn khu vực về trong chợ thì chủ yếu hàng ăn uống. Ở Huế hay kêu đi Chợ Sẹp, đi Chợ Sẹp là đi mua hàng bánh hàng đồ là khu vực đường đây. Tần rào thấy ba con buôn bán sướng chưa. Nó gọi là truyền thống rồi, mua vàng bán từ sáng đến tối. Còn mưa gió thì thôi, những cái mặt hàng mà dọn ra đường bên đường là chiều mọi người. Buôn bán được cũng giống như chợ trời, chợ Tây Lộc á, mọi luôn mỗi chiều về là ở cái sân chợ Tây Lộc rất là đông, cả cái mặt hàng cũng như người dân đi mua bán đó, mà mưa cái là chiều luôn, điều hiu đó, cho nên sự Huế khó cái thời tiết thôi mọi người. Chứ còn thời tiết nắng ấm thì cũng đủ ngành nghề buôn bán, đủ hình thức để kiểm soát. Ngặt cái là thời tiết khắc nghiệt. Rồi chúng ta đang ra cửa Đông Ba. Bên những tường thành rêu cổ kính. Và những con đường mát mẻ bên những hàng quán thân quen của các bạn trẻ. Đây là tuyến đường Phan Đăng Lưu và sẽ đưa chúng ta ra ngay khu vực trung tâm của chợ Đông Ba. Thăm Huế ngày hôm nay để biết thời tiết đã nắng lắm sau chuỗi ngày mưa gió lụt lội. Đường có nắng ngày sáng sủa chứ mọi người, xe cộ tấp nập.
Đường này là đường một chiều và chỉ có hướng đi ra thôi, còn đi vào là chúng ta phải đi vòng qua khu vực phía bên trái là đường Huỳnh Thúc Kháng rồi mới đi vòng ra cả cái ngõ Kiệt ở đấy được, là đi vòng ra mọi người. Dạ, vì đường tuyến đường này nhỏ và kinh doanh thì đông, họ phải đi vào mà cả tuyến đường này này và thông lui với khu vực sông Đông Ba là đường Huỳnh Thúc Kháng đó. Dạ, tuyến đường này là hình như là truyền thống mua bán về cái hàng điện tử và cũng như đồ thờ và các vật dụng đồ thờ cúng á, và cái này hàng điện tử điện máy đó, là bao nhiêu đồ số về Phan Đăng Lưu hồi xưa, còn bây giờ thì siêu thị đó nhiều rồi, hay là các tuyến đường bà con cũng bày bán đủ các thứ các loại chẳng riêng chi Phan Đăng Lưu nữa. Dạ, nhưng mà cái truyền thống là cái con đường này là như vậy, vì không thấy cái mặt hàng nào nhảy vô cả. Dạ, đây Đông Ba Gia Hội, nắng nôi trở lại rồi đó, đường đông đúc tập nập trở lại, làm ăn số bồ trên hướng đạo. Hai một buổi trưa phải là nắng cũng chói chang rồi đấy. Dạ, từ 22 đến 28 độ C, bây giờ nhiệt độ trên đường thì cỡ khoảng 25-26 độ. Dạ, nắng ấm, bà con ra đường làm ăn rất là đông. Còn bên dòng sông Hương thì bây giờ cũng đang chằng chịt màu bùn rồi mọi người. Dạ, phải mất 10 ngày nửa tháng sau dòng sông nó mới gọi là trong lành trở lại. À, phía sau này là bờ hồ này, vừa rồi bờ hồ không biết lũ ngập nhiều nhà sau đi không, chứ đường trực Trưng Đào là lội bộ đó. Dạ, em vui có ghi hình trực tiếp lội bộ ở đường Trưng Đào, bà con có thăm đấy, sau lưng bờ hồ chỉ là hình ảnh rác lá cây rụng rơi từ trên các cái hàng cây bên bờ hồ đó. Dạ, bên kia là cái đường đi ra của cầu Thường Tử. Dạ, bờ hồ bên đây làm bờ kè bờ đồ sạch sẽ cho mọi người, bờ đá đồ sạch sẽ không sập xề như hồi xưa nữa. Dạ, 60 bão gió cây cối nó còn nằm ngổn ngang đây, rác thải đây nó, rác mấy là rác trên cả bụi cây nhưng mà rác thải mọi người. Giờ chắc là cũng chưa có môi trường đi làm kịp đây. Và đây khu phố này thì mỗi ban đêm rất là đông, hàng ăn quán nhậu ở đây rất là đông khách tại cửa Thường Tử đi ra đó. Dạ, cầu Thường Tử. Rồi, một vài hình ảnh sự Huế trưa nay, hy vọng mọi người biết thêm và tình hình thời tiết đã khô tần ráo, có nắng ấm trở lại với sự Huế. Và em vui đang đưa mọi người đi dọc theo bờ hồ con đường Trần Huy Liệu. Và con đường nghe hồi xưa ở Huế mà nghe bờ hồ là khiếp lắm đấy. Và vì hồi xưa thì tội tâm tệ nạn rất là nhiều, bao nhiêu tệ nạn thì chối lùi phía sau này hoạt động. Dạ, cho nên ai nghe cũng khiếp sợ đó, còn bây giờ thì khác rồi. Dạ, bây giờ thì nhìn cảnh buôn bán làm ăn số bồ vui tươi rồi. Dạ,
thì một vòng để cho mọi người thăm Huế sau những ngày mưa gió ồ ạt. Bây giờ thì cũng đang nằm trong cái tầm mưa gió của xứ Huế, nhưng mà có những cái ngày đẹp trời. Chúng tôi đưa mọi người đi cập nhật thông tin và để biết thêm về Huế. Hy vọng mọi người thấy thú vị và biết thêm nha. Chào anh vui, tạm dừng video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like cũng như chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ. Rồi anh vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.